Sở hữu một làn da trắng sáng, đẹp không tì vết là ước mơ của tất cả các phái đẹp. Nhưng làm thế nào để chăm sóc da mùa hè và giữ cho mình được làn da đẹp như vậy? Đặc biệt là trong những ngày hè nắng nóng và oi bức sắp tới, Viện Giả phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc xin trân trọng giới thiệu những chương trình làm đẹp ở Blue Jay Medi Spa với những phương thức chăm sóc da đặc biệt của các chuyên gia thẩm mỹ dưới sự cố vấn của bác sĩ Vũ Bang, chương trình điều trị da bị nám, tẩy các vết xâm và bớt chàm bẩm sinh bắt đầu chỉ với 150 Mỹ Kim, giảm giá đặc biệt 20% tùy theo chiều sâu rộng của vết nám và vết xâm. Bạn có thể kết hợp với bộ kem trị nám Hàn Quốc 300 Mỹ Kim được giảm giá, còn 200 Mỹ Kim tặng kem chống nắng Platinum đặc biệt, bộ kem trị nám dưỡng da thanh xuân trị giá 300 Mỹ Kim giảm giá còn 150 Mỹ Kim, tặng kem dưỡng loại bỏ cellulite và làm săn chắc bụng Placentrum trị giá 60 Mỹ Kim, bộ dược mỹ phẩm trị nám dùng tại nhà Dermamedics với giá 400 Mỹ Kim chỉ còn 225 Mỹ Kim, tặng kem dưỡng loại bỏ cellulite và làm săn chắc bụng Placentrum trị giá 60 Mỹ Kim. Đặc biệt, khi quý vị đến chăm sóc da tại Blue Jay Medi Spa, chỉ cần chi trả 60 Mỹ Kim cho mỗi lần facial massage trẻ hóa da cấp tốc, quý vị có thể lựa chọn những bộ dưỡng da thích hợp đang được sử dụng bởi các chuyên gia cố vấn thẩm mỹ hàng đầu trên thế giới như bộ dưỡng chuyên nghiệp được dùng tại phòng spa với thuốc dưỡng tế bào gốc với giá khuyến mãi từ 750 Mỹ Kim chỉ còn 560 Mỹ Kim, bộ dưỡng da giữ ẩm và chống nhăn da cho 5 lần sử dụng từ 300 Mỹ Kim chỉ còn 199 Mỹ Kim. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 713-524-5593 hoặc hãy đến với Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc tọa lạc tại 9798 Bel Air Boulevard Suite E, Houston, Texas 77036.